Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, thì không hành sắc hiền bày hay không hiền bày, không hành thọ tưởng hành thức hiền bày hay không hiền bày, không hành nhãn hiền bày hay không hiền bày, không hành nhĩ tỷ thể thân ý hiền bày hay không hiền bày, không hành sắc hiền bày hay không hiền bày, không hành thanh hương vị xúc pháp hiền bày hay không hiền bày, không hành nhãn thức hiền bày hay không hiền bày, không hành nhĩ tỷ thể thân ý thức hiền bày hay không hiền bày, không hành sắc tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành thọ tưởng hành thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành nhãn tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành nhĩ tỷ thể thân ý tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành sắc tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành thanh hương vị xúc pháp tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành nhãn thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành nhĩ tỷ thể thân ý thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của sắc thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của nhãn thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của sắc thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của nhãn thức thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý thức thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của sắc hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của nhãn hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của sắc hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của nhãn thức hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý thức hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của sắc tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của nhãn tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của sắc tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của nhãn thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của sắc viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhãn viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của sắc viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhãn thức viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý thức viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của sắc thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhãn thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của sắc thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhãn thức thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý thức thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành được như vậy thì mau viên mãn pháp trí nhất thiết.
Lại nữa, này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không nương tựa vào sắc, không nương tựa vào thọ tưởng hành thức, không nương tựa vào nhãn, không nương tựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý, không nương tựa vào sắc, không nương tựa vào thanh hương vị xúc pháp, không nương tựa vào nhãn thức, không nương tựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, cũng không nương tựa vào thanh tịnh của sắc, không nương tựa vào thanh tịnh của thọ tưởng hành thức, không nương tựa vào thanh tịnh của nhãn, không nương tựa vào thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý, không nương tựa vào thanh tịnh của sắc, không nương tựa vào thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp, không nương tựa vào thanh tịnh của nhãn thức, không nương tựa vào thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, không nương tựa vào duyên thanh tịnh của sắc, không nương tựa vào duyên thanh tịnh của thọ tưởng hành thức, không nương tựa vào duyên thanh tịnh của nhãn, không nương tựa vào duyên thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý, không nương tựa vào duyên thanh tịnh của sắc, không nương tựa vào duyên thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp, không nương tựa vào duyên thanh tịnh của nhãn thức, không nương tựa vào duyên thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không chấp trước sắc, không chấp trước thọ tưởng hành thức, không chấp trước nhãn, không chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý, không chấp trước sắc, không chấp trước thanh hương vị xúc pháp, không chấp trước nhãn thức, không chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, không chấp trước thanh tịnh của sắc, không chấp trước thanh tịnh của thọ tưởng hành thức, không chấp trước thanh tịnh của nhãn, không chấp trước thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý, không chấp trước thanh tịnh của sắc, không chấp trước thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp, không chấp trước thanh tịnh của nhãn thức, không chấp trước thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, không chấp trước duyên thanh tịnh của sắc, không chấp trước duyên thanh tịnh của thọ tưởng hành thức, không chấp trước duyên thanh tịnh của nhãn, không chấp trước duyên thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý, không chấp trước duyên thanh tịnh của sắc, không chấp trước duyên thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp, không chấp trước duyên thanh tịnh của nhãn thức, không chấp trước duyên thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy thì mau viên mãn pháp trí nhất thiết. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành được như vậy thì gần được 10 lực của Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy thì sẽ đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, toàn thân màu vàng ròng với vô biên ánh sáng, giống như long tượng nhìn không thể thấy đành. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành được như vậy thì gần gũi được trí kiến vô trước vô ngại ở quá khứ, vị lai và hiện đại, cũng gần gũi Như Lai chỉ dạy, truyền trao hướng dẫn, cũng gần gũi được trí kiến vô trước vô ngại ở quá khứ, vị lai và hiện tại, các vị ấy chắc chắn sẽ được thọ ký. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành được như vậy, thì mau chứng tất cả sự thanh tịnh pháp Phật, mau chứng đắc sự thanh tịnh cõi Phật, mau tiếp nhận sự viên mãn của Thanh Văn, mau tiếp nhận sự viên mãn của Bồ Tát. Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát hành như vậy thì không trụ vào sắc, không trụ vào thọ tưởng hành thức, không trụ vào nhãn, không trụ vào nhĩ tỷ thiệt thân ý, không trụ vào sắc, không trụ vào thanh hương vị xúc pháp, không trụ vào nhãn thức, không trụ vào nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, không trụ vào danh sắc, không trụ vào điên đảo tà kiến triền cái ái hành, không trụ cõi dục sắc và vô sắc, không trụ vào hữu tình giới pháp giới, không trụ vào địa thủy hỏa phong không và thức giới, không trụ vào ngã hữu tình mạng sống sự sanh sự nuôi trưởng thành, người ý sanh tuổi trẻ, người làm người nhận người biết người thấy và các tưởng kia, không trụ vào đoạn thường, không trụ vào tạp nhiễm thanh tịnh, không trụ vào duyên khởi, không trụ vào bố thí tham lam giữ giới phạm giới an nhẫn sân giận tinh tấn giải đãi tịnh lự tán loạn diệu tuệ ác tuệ, không trụ vào niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi, không trụ đoạn điên đảo vân vân, không trụ vào tịnh lự giải thoát đằng trì, không trụ vào minh và giải thoát trí kiến,
không trụ vào trí tận, trí vô sanh, trí vô tạo tác và trí vô trước, không trụ vào thiền chỉ, thiền quán, không trụ vào vô lượng thần thông, không trụ vào khổ tập diệt đạo, không trụ vào địa vị của phàm phu, thanh văn, độc giác, Bồ Tát và Phật, không trụ vào pháp của phàm phu, thanh văn, độc giác, Bồ Tát và Phật, không trụ vào sanh tử, niết bàn, không trụ vào trí lực, vô úy, vân vân của Phật, không trụ vào trí kiến của quá khứ, vị lai, hiện tại, không trụ vào sự viên mãn của cõi Phật, không trụ vào sự viên mãn của chúng thanh văn, không trụ vào sự viên mãn của chúng Bồ Tát. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì tất cả pháp không thể trụ. Này thiện dũng mãnh, vì tất cả pháp chẳng có ý nghĩa để trụ. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không nắm giữ, do không nắm giữ nên không thể trụ.